chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Lạ Lắm À Nha. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Và cứ mỗi tối chúng ta lại gặp nhau như thế này, sẽ có những bài hát mà được nhiều người yêu thương và sẽ có sự xuất hiện của các bạn trẻ. Thưa quý vị, mục đích chúng tôi cũng mong muốn là các bạn ấy sẽ đến gần với quý vị hơn, là một cơ hội để các bạn ấy được tỏa sáng. Và thưa quý vị thân mến, đêm nay chúng tôi cũng giới thiệu tới quý vị những gương mặt trẻ rất là dễ thương. Đầu tiên chúng ta vỗ tay nồng nhiệt cho nữ ca sĩ trẻ Hana Cẩm Tiên. Dạ, con xin chào chú Trường Giang. Xin chào tất cả các mọi người đang có mặt tại phim trường cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài ạ. Với những sự xuất hiện khác thì các bạn trẻ là luôn sẽ diện lên mình những bộ váy, những bộ đồ rất là đẹp lộng lẫy. Nhưng mà hôm nay Hana Cẩm Tiên lại chọn một bộ đồ rất là nam bộ như thế này. Chắc sẽ có lý do đúng không? Dạ, tại vì dòng nhạc mà con đang theo đuổi là dòng nhạc miền Tây ạ. Dạ. Dạ. Cho nên là con muốn mặc cho mình một đồ miền Tây để giống như con gái dịu dàng, giống như là một cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam vậy đó. À. Rồi mình đi hát mình có mặc đồ này không hay là đi hát mặc đồ khác? Dạ, có show thì mặc đồ này, có show mặc đồ khác. À, tùy theo cái dạ. Nơi mà mình xuất hiện đúng không? Dạ. Cái nhạc miền Tây cũng là một trào lưu hiện tại, các bạn trẻ đang rất là thích và ưa chuộng. Và có nhiều bài cũng rất là hay, đặc biệt là những bài hát về đám cưới. Là Hana Cẩm Tiên có mấy hát mấy bài đám cưới không? Dạ có. Ví dụ như câu nào, hát thử một câu nè. Bây giờ Hana hát thử, mấy anh chị ở đây có biết bài đó không nha? Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây, cho duyên tình quê thêm đậm sâu trầu cao thắm tươi. Vất vả qua rồi mình đám cưới anh ơi, dàn nhạc bập bùng rộn ràng mừng cô dâu mới. Đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ rất là nhiều. Và trong suốt chương trình ngày hôm nay thì mong các bạn hãy luôn ủng hộ như thế nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng tôi xin phép mời một bạn trẻ nữa, một bạn rất là đẹp trai. Chúng ta chào đón Trịnh Đình Hoàng. Hú quá, la hét quá. Mình hãy có một lời chào đi nào. Em xin được kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình Lạ Lắm ở nhà. Em chào anh Giang. Đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình này đúng không? Dạ vâng ạ. Cũng là lần đầu tiên là em tham gia một chương trình lớn ạ. Thì hy vọng là đừng có ngại ngùng gì cả. Hôm nay cũng là một cơ hội cho tất cả chúng ta cùng biết nhau, cùng gặp gỡ nhau và cũng có một thêm một mối quan hệ mới. Và tiếp tục buổi tối ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ một chàng trai nữa cũng rất là đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú, Phan Duy Anh. Em chào chị ta. Thì đó, hú quá đi à, hú à. Lần đầu tiên cho em gửi lời chào đến anh ấy. Em xin Trường Giang và tất cả quý vị anh chị và khán giả đang có mặt đài ngày hôm nay. Và các anh chị khán giả đang xem đài Lạ Lắm À Nha. Một lời chúc trẻ, một lời thân thân nhất. Thì bạn này là có một ca khúc mà nhiều người biết, các bạn có biết không? Hai, ba. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mấy số trước á là hỏi các bạn là những bạn nữ ra sân khấu là có bài gì hit không? Dạ biết mà không hát. Còn hôm nay các em thì biết và hát luôn. Dạ. Yeah. Là cũng may mắn đó chứ. Mấy bạn ở đây cũng lựa người hát lắm. Không phải ai. Lúc nãy không hát em luôn đấy, mọi người hát mình vài được không? Đó, em giới thiệu bài gì? Thì tùy mọi người đấy. 2, 3. Đó, ok, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Thế thì bây giờ hãy lựa chọn một người để song ca đầu tiên đi ạ. Thường á là người ta nói là con gái là được chở che. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tại vì hôm nay là em xui thôi. Em xui là tại vì khán giả đây hầu hết là con gái nên sẽ bảo vệ con trai. Không sao. Không tôi sao? Sẽ cố gắng. Tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ làm cho các bạn gì? Sáng mắt ra. Đúng rồi. Và bây giờ vỗ tay cho người đầu tiên, đó là Hana Cẩm Tiên. Thưa quý vị, đây là Hana Cẩm Tiên. Vỗ tay nồng nhiệt cho cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này.
Xin hỏi là hôm nay mình đến đây với ca khúc nào? Dạ, hôm nay con đến đây với lại một ca khúc dễ thương nhất trong bộ sưu tập của con, do chính con sáng tác. Ca khúc có tên Ơi Anh Gì Ơi. Ơi Anh Gì Ơi. Có phải cái bài mà na 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 na
Tại vì thật ra là con người mà ai cũng phải có lúc nhầm chứ, ai cũng phải nhầm mà. Rồi, đó Phương Nam. Dạ. Rồi. Không lẽ là cô Cát Phượng sao? Tôi coi hết tập rồi, tập nào với bà cũng la vậy trơn. Có thể là em đúng rồi đấy. Có thể em đúng hả? Đúng, 90% em ạ. 90%? Đúng không? Đừng nghĩ rằng hai người đàn ông này đang nói thật nha. Nói thật thì mình sẽ chính xác, thì mình sẽ được vương miệng và họ không có gì cả. Ba đứa em nói là ba đứa em đồng kham cộng khổ. Thấy cái gì phải nói thiệt cái đó. À. Dạ. Có gì thì chia hết với nhau vậy đó. À. Hoa lá trổ bông, em đây chưa chồng, anh có bằng lòng qua thư tí mà cùng em. Chết rồi. Hồi nãy tự tin lắm mà. Hồi nãy là ơi sao la. Vừa hát xong rồi hoang mang và bí ẩn. Đầu tiên mở mặt nạ. Thưa quý vị thân mến, đây là Trịnh Đình Quang. Bài hát ngày hôm nay được lựa chọn là bài gì ạ? Một bài hát rất vui ạ. Bài hát mang tên Buồn Lắm Em Ơi. Không như quan trọng, em nghĩ là em nghe giọng em cũng sẽ đoán ra được. Vì ở nhà em thấy đoán dễ lắm. Thế trong đầu của cậu có mấy người rồi? Chưa có ai. Lần đầu tiên có một người mà bước ra không ai biết. Có khi nào hát xong cũng không ai biết không ta? Buồn lắm em ơi, anh tránh than ai bây giờ, cớ sao ông tơ lại xe nhầm duyên em với ai, nỡ bỏ anh lại giữa muôn vạn người, phải tự loay hoay đi tìm nhau chỗ nhân duyên. Đang có nhiều sự tranh luận tại những vị trí ở đây. Còn bên trên thì khẳng định đã biết được đáp án. À, em nhầm rồi. Nghe cái giọng này rất giống một người anh của em. Thế còn chờ gì nữa. Mời nhân vật số 2 mở mặt nạ. Đây là Phan Duy Anh thưa quý vị. Là một người có bài rất là hit luôn. Trong nhiều năm qua vẫn còn hit luôn. Và nhiều người rất thích bài đó. Đó chính là bài Vô Cùng Vì Anh Thương Em ạ. Vô Cùng Vì Anh Thương Em. Có mặt trời cười dễ thương lắm. Anh Lâm Trường. Sao? Tại vì cũng là mặt trời cười có thể thì. Ai Lâm. Ủa, Lâm Trường liên quan tới mặt trời. Anh bỗng thấy thương kề bằng nón, thương chiếc bóng cô phô. Đó là cơi đen. Yeah. Nghe mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười. Cái hành động vừa rồi hành động tự tin giống như Trịnh Đình Quang hồi nãy. Y chang. Anh đừng để lịch sử lặp lại nha. Lịch sử lặp lại. Rồi em. Toàn mà thôi. Mời nhân vật bí ẩn số 3 ngày hôm nay mở bằng nạ. Bây giờ mọi người sẽ hát một câu tặng cho em. Vì tụi anh thương em, không biết gì hết chưa? Không biết em đoán đúng hay đoán sai đâu này. Bây giờ nếu như mà cậu đi đến đây mà cậu không đi đến đây thì là cái gì? Cậu đi đến đây mà không đi đến đây. Là vô. Đây là một bài hát. Nếu mà cậu đi đến đây nhưng cậu không đến đúng cái điểm này mà cậu đi ra một chỗ khác thì nó là cái gì? Đừng tin tôi. Ngay cả tôi cũng không tin chính bản thân mình. Không. Hãy cho một cái tên cuối cùng đi nào. Anh cứ nghe con tim anh đi. Là lắm anh.